Cần bao nhiêu tiền để mở một hiệu thuốc thú y đỉnh cao? Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật truyền cảm hứng kinh doanh và con người. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cần bao nhiêu tiền để mở một cửa hàng thuốc thú y công nghệ cao. Thứ nhất các bạn phải nắm rõ mục tiêu của các bạn là gì. Thứ nhất các bạn phải hiểu là mục tiêu phải cụ thể rõ ràng, phải đo lường được, đếm được, phải có thể đạt được, thực tế và thời gian đạt được. Thế nên là khi các bạn mở một cửa hàng thuốc thú y ra, mục tiêu của các bạn là gì? Nó phải rõ ràng. Không phải mục tiêu mở cửa hàng thuốc thú y ra để chơi nó như thế nào. Thứ nhất, các bạn làm một cửa hàng thuốc thú y, bạn cần phải quan tâm cho tôi đến lợi nhuận. Một người chăn nuôi, người ta cũng phải quan tâm đến lợi nhuận, đừng có quan tâm doanh thu. Tại vì doanh thu của bạn dù có 1 tỷ, 2 tỷ nhưng mà lợ của bạn rất nhiều, cộng với việc lợi nhuận của bạn rất thấp, chi phí thì lại rất cao, thế thì mô hình này vứt đi 100%. Thế thì bây giờ câu chuyện bao nhiêu tiền để mở một hiệu thuốc thú y mà kinh doanh thành công vượt trội, có thể cạnh tranh với các đại lý lớn, tôi sẽ chia sẻ bí quyết này cho các bạn. Đầu tiên các bạn quan tâm cho tôi lợi nhuận của các bạn muốn đạt được bao nhiêu. Tôi ví dụ như mở một cửa hàng thuốc thú y, không cần phải đau to vui lớn, tôi muốn lợi nhuận của tôi đạt mức đơn giản thôi, 5 triệu. Tôi chỉ cần 5 triệu đồng thôi. Thế thì bây giờ tôi sẽ đầu tư chi phí ra bao nhiêu? Thứ nhất là bạn phải biết được điểm B của mình ở đâu. Đây là điểm B của mình ở đây. Điểm B của mình ở đây mình cần là 5 triệu đồng. Bạn cần phải 5 triệu đồng. Đồng nghĩa với việc doanh số bạn bán tiền mặt không tính bán chịu. Tôi không khuyến khích bất kỳ ai bán chịu nếu mà làm việc cùng chương trình tôi, hoặc là theo phương án của tôi không bao giờ bán chịu. Bạn cần phải bán được một số tiền, tôi cứ cho lợi nhuận được khoảng 25% đi. Thế thì bạn phải bán được 20 triệu đồng. Bạn phải bán được 20 triệu đồng thì nó sẽ có lợi nhuận cho bạn 5 triệu. Thế thì bây giờ muốn đạt được 5 triệu thì số vốn bạn phải bỏ ra bao nhiêu? Tôi ví dụ 20 triệu này ở đây nó rơi vào khoảng 25% đi. Thế đồng nghĩa việc muốn bán 20 triệu thì số vốn của bạn cần phải đầu tư, đây là điểm A của chúng ta, số vốn cần phải đầu tư đó là 20 triệu đồng đầu tư. Và khi mà bạn đầu tư ra 20 triệu đồng bằng kinh doanh, bạn đã có thể mở một hiệu thuốc thú y, nhưng mà với điều kiện bạn phải bán được 20 triệu đồng đấy quay tròn trong khoảng 1 tháng. Và lúc nào trong này nó cũng sẽ sinh ra một cái rào cản như thế này. Cái rào cản duy nhất ấy, người ta gọi là nỗi sợ. Nỗi sợ, sợ không bán được hàng, sợ không có đủ, sợ đối thủ cạnh tranh của mình, sợ những đại lý lớn, sợ khách hàng không mua hàng của mình. Tất cả nỗi sợ này sẽ được tôi giải quyết nhanh gọn cho các bạn. Nên là các bạn chỉ cần bỏ ra 20 triệu là các bạn có thể mở một hiệu thuốc thú y kinh doanh đạt hiệu quả cực kỳ cao nếu dùng đúng theo chiến lược của tôi. Để mà giải quyết nỗi sợ này, các bạn cần phải làm một điều, đó chính là các bạn phải kết nối ngay. Bạn phải kết nối ngay với chị bằng cái đường link tôi dán ở bên dưới cái video này. Các bạn hãy kích vào đó đăng ký vào để được tôi tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí cho các bạn, để các bạn có thể xây dựng một cái cửa hàng thuốc thú y với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Bạn kinh doanh cực kỳ hiệu quả và thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip của Xuân Trịnh. Nếu các bạn thấy chia sẻ này tuyệt vời, hãy kích vào kênh của tôi, hãy chia sẻ cái video này ra để nhiều bạn nhận được giá trị hơn, nhiều bạn nhận được điều tuyệt vời hơn, để chúng ta cùng kinh doanh, cùng phát triển kinh tế. Và Xuân Trịnh tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận những người anh em nào, những đồng nghiệp nào muốn có một cái mô hình kinh doanh hiệu quả chất như nước cất, và quan trọng nhất đầu tư hết sức là tinh gọn, tuyệt vời và đạt hiệu quả cao, hãy kết nối với Xuân Trịnh ngay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong kênh video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký bên dưới video này để có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng, bạn nhận được video sớm nhất, sớm hơn người khác. Phạm Xuân Trịnh cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Xuân Trịnh.